Hello mọi người nha, chào cả nhà. Thì hôm nay thì sẽ đăng cái video clip nói về hướng dẫn lái xe. Thì bữa giờ là toàn là những video clip thực tế ở ngoài đường, bổ túc ta lái với thi sát hạch. Còn bây giờ là buổi này là mình sẽ, hiện tại mình thầy đang dạy bên quận 2, thì thầy hướng dẫn một em gái dễ thương học buổi thứ hai. Đó, thì lúc đầu cũng lên hơi lúng túng, thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn này chạy trên trên đường buổi thứ hai. Thì anh chị coi để theo hướng dẫn, anh chị nhớ là cứ bình tĩnh ha. Thì khi hướng dẫn là các thầy trên xe đã có thắng phụ rồi, thầy sẽ hướng dẫn, thầy sẽ hỗ trợ cho các bạn, thì các bạn cứ lái bình tĩnh, thả lỏng người ra à, không là này nọ mình mới lái được an toàn nha. Rồi bắt đầu, rồi em vô số. Đúng rồi, rồi bây giờ em đi từ trong lề đi ra là phải xi nhan trái rồi, ok đi rồi, có ngó khí hậu chưa? Đúng rồi, rồi bây giờ em quẹo trái nha. Rồi thấy không, cái từ từ anh chị nhớ phải quan sát kỹ, mình cho xe ga cho xe vô phải an toàn. Bây giờ em quẹo trái đúng không, em ngó bên phải luôn giùm thầy nha, ngó hai bên. Đúng, giờ tiếp tục đi nào, đánh lái nhẹ nhàng vô nữa. Đúng, khi anh chị đánh lái vô mà xe nó không vô thì anh chị đánh thêm miếng, giống như mình nấu đồ ăn à. Đúng rồi, rồi mình muốn đi nhanh phải làm sao, đó thêm miếng gà. Rồi ok, rồi mình lên số thôi. Nhớ khi lên số là phải ngắt chân con vô ha. Rồi quẹo phải nha. Rồi thì đến cái cua ngắt con lại, ngắt con lại. Rồi bây giờ hiện tại bây giờ em gái này đang vô lộn số thành số 4 luôn rồi, bây giờ mình sẽ vô lại số. Rồi ngã con ra, cứ bình tĩnh. Hồi nãy thầy có nói là sao, một hai là ép trái, mình không ép thì cần số nó sẽ nhảy về, tự nhảy về giữa số 3 và số 4. Lúc này mình kéo xuống nó thành lộn số thành số 4. Thì khi anh chị vô số mà lộn số thì anh chị nhả con ga có hiện tượng là cực 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 cực, cho dù anh chị nhả đều luôn. Tại sao? Từ số 1 mà nhảy qua số 4 thì sao đi nổi. Thì lúc này mình xử lý bằng cách nào? Ngắt chân con lại liền, xử lý về số lại cho đúng thì mình sẽ đi an toàn. Thì mới không nói ha, thì từ từ sẽ quen thôi à, ai cũng vậy, đâu phải lúc nào ai cũng lên là cứng liền, cứng liền là ai cũng biết hết, là mấy ông thầy thất nghiệp hết không. Nhớ nha mọi người, cứ ôn luyện kỹ à, hết giờ mà vẫn còn yếu có thể mua thêm giờ để bổ túc nha. Rồi quẹo phải, đầu tiên quẹo phải thì xị nhàn đó, ngó kiến đâu, nhớ nha phải ngó kiến ha. Đây chị thấy gì chưa, rồi đánh lái vô nào đó, rồi trả lại. Đúng rồi, rồi muốn đi thì nhả con. Anh chị nhớ lưu ý khi vô cua thì mình ngắt chân con lại à, ngắt chân con để làm gì, để cho xe mình thả chớn đi, lỡ anh chị có giật mình đi nữa, anh chị có đạp lộn ga đi nữa thì xe số sang mà, anh chị có đạp lộn ga mạnh đi nữa, hết ga hay gì đó, anh chị xe anh chị cũng không đi được. Lý do là mình đã ngắt con rồi, mình đạp ga là chỉ có nẹp bô thôi nhá. Đó, nhiều khi tại sao mình vô cua phải ngắt con thủ thắng không, mình an toàn mình mới, còn anh chị nào quen cứng rồi khác. Rồi bây giờ muốn đi nhanh em đạp ga đó. Đây phe 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 mình, phe mình đó. Đây, xe nhà nha, xe bên trường luôn. Rồi chị thấy gì chưa, 81 đúng tốt. Rồi nếu mà con đường mà mình không có lem màu vàng chính giữa nó chia đường thì mình tự chia 50-50, em nhớ nha, là em ngồi giữa đường tìm đường được chưa. Đó, cứ thả lỏng người ra, khi tư thế mình lái mình phải thả lỏng người ra, ngồi dựa thoải mái, mắt quan sát kỹ, đến ngã ba là mình phải chậm lại, ghi chân ga rồi. Rồi đến trên kia em quẹo phải giùm thầy nha. Ở đây đường cũng đường nó hơi vắng, nhưng mà vắng quá thì cũng nguy hiểm nha. À, lên trên đó quẹo phải giùm thầy. Ờ đúng rồi, lên trên luôn chứ không phải ở đây ha. À, thì bữa giờ toàn là video clip kia không, bữa nay thì mình sẽ đổi gió là video clip hướng dẫn để xử lý cho người mới vừa tập được một buổi hai buổi ha. Giờ đầu tiên thôi,
Rồi chống thì em nhả chân con nhẹ nhàng đó, trả lấy lại nhẹ nhàng đó, hồi nãy em ngắt con rồi đó, là vô cua nguy hiểm nó che khuất. Rồi khi mình đánh lá vô mình thấy trống thì mình nhả chân con nhẹ nhàng, còn nếu mà có chướng ngại vật thì dẫn chân con đó. Còn nếu mà ở trường hợp em thấy chướng ngại vật em thắng lại rồi thì bắt buộc phải trở lại vị trí ban đầu là số 1 ha. Rồi đó, rồi ngã tư trên về phải. Rồi có thiếu gì không? Em thiếu cái quan sát tiếng hậu ha. Rồi chống ở sau, chống ngó trước liền cho thầy, đừng có sát lề quá à. Rồi đi nhẹ nhàng đánh lái vô, buông trên thẳng ra cho thầy, nhẹ nhàng thôi, đánh lái nữa. À, anh chị nhớ nè, khi mình thắng thì nó có 3 chế độ thắng. Thứ nhất là mình khi mình vô cua là mình thủ thắng, thủ là sao là gác qua chân thắng thôi. Gà thắng là khi nhanh quá, vô cua nhanh quá anh chị gà thắng nhẹ lại, gà xong thì buông thắng ra, đừng có gà mà cho xe đứng. Đấy không, cho xe đứng anh chị nhả con là tắt máy liền, lý do mình còn số cao đó. 3 là thắng luôn, là khi gặp chướng ngại vật là thắng luôn đó. Nhưng dạ em có nghe điện thoại không? Phàn bại rồi, muốn nghe là em phải bật xi nhan, em tắt vô lề em mới nghe được chứ ai mà vừa chạy vừa nghe. Xi nhan phải, ngó kiến hậu bên phải giùm thầy, đổ chống. Rồi gần sát lề thì thủ con phải thủ thắng. Rồi nghi nhẹ ra đó. Rồi bây giờ mình sẽ tạm ngừng cái này lại chút xíu nha. Rồi xong, coi tin nhắn thôi. Rồi bây giờ chuẩn bị, cái đó là mình đang tập luôn ha. Nhiều khi anh chị muốn nghe điện thoại thì anh chị gành, anh chị cái đó là cái sau đi. Bây giờ mới thì mình nên mình tập vô lề, mình nghe cho an toàn rồi xong mình đi tiếp. Rồi em đang ở số mấy? Số 2 rồi, muốn đi tiếp phải đi về số mấy? Đúng, về số 1. Ok, từ trong lề muốn đi ra phải làm gì? Đúng, rồi quan sát bên nào? Bên trái. Rồi có xe không? Dạ, không. Không, rồi không thì mình di chuyển xe. Đó, anh chị nhớ lưu ý nha, mấy cái phần mà ra xe vô xe nha. Rồi ngó sao chống được rồi, em ngó trước, đi xéo xéo dần dần ra là được. Đó, bây giờ xe vừa lăn bánh anh chị đệm ra nhẹ qua số 2 liền. Đạp con sát vô mới vô số được em. Đúng, rồi nhả con. Nhớ nha, anh chị khi vô số là anh chị mới mà, mới thì còn hơi lúng túng, anh chị còn quên hoài nhiều lắm. Khi muốn vô số, anh chị vô số mà tai số anh chị cứng ngắc luôn, ha, cứng ngắc luôn, thì lúc này mình sẽ không vô số được. Khi không vô số được, lý do là anh chị, một là chưa đạp con, hai là chân anh chị dài quá đạp chưa sát. Thì lúc này anh chị nhớ lưu ý là phải ngắt sát con lại và vô số lại nha. Khi cần số cứng này chỉ có hai lý do đó thôi, một là chưa đạp con, hai là chưa đạp sát. Anh chị phải làm đạp lại sát vô anh chị mới vô số được. Anh chị nhớ lưu ý phần đó nha. Nhiều anh chị vô số mà gồng mà vô đấu được đó, bắt buộc phải ngắt con hết quy trình trên con mình mới vô số được. Anh chị nhớ lưu ý phần đó nha. Nhiều anh chị bị hoài luôn. Trở lại khuôn mặt. Rồi em đi xích ra ngoài, mình đi ô tô là mình đi tránh giữa nha. Đó, có chướng ngại vật em có thể kết hợp cái càn báo hiệu cho anh ta biết mình đang đi lên hoặc người ta đang lấn ra. Lâu lâu thì có cái tay mình sẽ che cái màn hình nha, anh chị thông cảm nha, tại vì mình quay bằng điện thoại. Rồi tiếp tục em quay trái. Rồi em cứ đi, tránh giữa em cứ đi, em phải nghiêng theo, đụng. Rồi chống em cứ nhả con ra, đạp ga lên. Cái đường chống em cứ đạp ga mạnh dạn lên, đừng có sợ. Rồi xe đó đang chớp đúng không, xe nhanh chảy ra, lấn ra ngoài chút. Đụng rồi, tốt. Rồi khi đầu xe qua là mình nghiêng lại. Cái nguyên tắc khi đầu xe mình sẽ qua một chiếc vật cản thì mình phải nghiêng đầu xe vô lại. Nói năm nay là đầu xuôi thì đuôi lọt, là đầu là qua được là đuôi sẽ lọt thôi. Anh chị nhớ lý nha. Rồi em cứ đạp ga bình thường, ngã ba trên kia về phải. Cách 20-30 mét xin nha. Thủ chân thắng, sao vô ngã ba đạp ga khí thế.
Rồi, thấy chướng ngại vật thì gà thắng nhẹ lại. Rồi, em buông chân thắng ra, đánh lái nhẹ vô cho thầy. Nữa, đánh lái vô thì nếu mà đầu xe nó không vô thì mình phải thêm chút ha. Rồi, tiếp tục đi. Thì mới anh chị thấy xe cộ là anh chị đã quýu rồi ha. Chân cẳng là đá lung tung rồi ha. Cứ từ từ mình sẽ cảm nhận được, mình quen dần dần. Quan trọng nhất là bình tĩnh ha. Rồi, ngắt con lại. Rồi, bóp kết hợp kèn để người ta dè vô ha, ra. Đó, rồi, quẹo phải giống xe đó giùm thầy luôn nha, xin nhanh phải. Em cứ bình tĩnh kệ người ta bóp kèn ở sao, không sao cả. Mình mới thì mình hơi chạy chậm. Rồi, tiếp tục lên. Ngắt con lại đi em, ngắt con lại, đúng. Rồi, xe này vô duyên bà cố luôn á. Rồi, ngó kính hậu giùm thầy nha. Rồi, tiếp tục nhẹ nhàng, nhả con ít thôi, nhả chút xíu thôi. Nếu mà mình lẹ tay thì mình về số 1, nhưng mà mình nhả chậm cũng đi được, nhưng mà mình nhả ít thôi. Cái xe đó ba hồi nó vô, ba hồi nó ra, ba hồi nó vô, ba hồi nó nhóm, không biết đường đâu mà mò. Đó. Rồi, cuối đường em vừa phải nha. Nhớ lái là mình phải thả lỏng tay ga luôn, đánh vô lăng phải nhịp nhàng, không có gầm quá ha. Đúng, chính xác, ngó kiến vậy là đúng. Hai thầy trò của tôi buổi sáng sớm. Rồi, đây cái khúc này nó hơi nguy hiểm ha. Thì đầu tiên, rồi đánh lái nhẹ nhàng vô, em thấy chống thèm nhả con, đánh vô miếng nữa, đánh vô miếng nữa. Đó, em không đánh là sẽ quét vô cái đuôi xe của mấy người kia. Khi em đánh lái vô đúng không, mà nó không vô thì em đánh thêm miếng nữa. Giống như em nấu đồ ăn á, em nấu thì nó hơi lạc quá thì em phải thêm một miếng đường, bột ngọt, muối vô nữa. Mình thiếu thì mình đánh thêm, dư thì mình trả lại ha. Cái lại cái đầu xe mình nó dài hơn một khúc nữa mà, em mà lên nữa thì sẽ quẹt vô xe ra. Ngắt con lại, nhường cho xe kia nó qua. Ok, xe nó qua. Rồi, mình sẽ quẹo trái, mình vô đây mình sẽ tập quay đầu. Chưa lên được. Cái kiến chỗ hậu mình ngang góc cua đó là em đánh lái ha. Rồi, đánh lái vô đi. Rồi, chống em nhả, em đi. Chống hiền nhả con. Nhớ nha, khi đánh lái vô chống hiền nhả con. Từ từ quen thì mình sẽ đi theo cách khác, là mình vẫn nhả con mình đi bình thường. Thấy không? Rồi, cuối đường quay đầu lại. Đây, hiện tại mình đang quay camera trước thì nó hơi mờ, nó không bằng cái camera sau. Thì em muốn quay đầu một cái này thì em phải lên trên cao, mở rộng là em mới đánh lái nha. Ngắt con lại cho thầy. Em mở rộng bằng cách nào, mình sẽ nghiêng qua bên phải một chút. Đó, rồi, đánh hết lái qua luôn. Rồi, bây giờ em sợ quá em dừng lại đúng không? Thì xe đang vị trí xoay, em về lại số 1 cho thầy. Có gì đâu, em cứ đánh lái bình thường thôi. Rồi, ok. Rồi, em ngó bên trái, rồi nhả con nhẹ nhàng. Rồi, thầy chỉ cho. Rồi, hết lái qua bên luôn nè, hết luôn. Ta lái, đánh hết lái luôn. Cứng ta lái luôn. Rồi, nhớ nha, đánh cứng ta lái luôn nha. Rồi, đó, trả nó lại, trả là hai lần nữa. Đúng, mình đánh hết lái là mình trả lời hai lần cái tay lái, là một vòng gửi lái ha, là nó sẽ đúng thôi. Rồi, hiện tại bây giờ xe mình đang bị kẹp này nè, không phải, nhưng mà có một cái là đây hiện tại xe đang đậu gọi là dứt dắt, nó hơi khó chịu. Bây giờ cách đi như thế nào bây giờ mình sẽ chỉ luôn. Nếu trường hợp xe đó đậu 8668 đậu song song với xe màu đen này thì bó tay không qua được. Không, là không qua được. Còn bây giờ hiện tại xe người ta sẽ đậu dít chắc qua, dít chắc lại, là mình sẽ đi theo cái con đường dít chắc bằng cách nào. Mình mở rộng bên đây, em đưa đầu xéo qua, rồi đưa đầu xéo lại là qua được. Còn nếu mà đậu song song, bó tay thua. Rồi bây giờ thầy sẽ chỉ, em cứ bình tĩnh đi. Đầu tiên em mở rộng lái qua bên trái. Cứ chậm chậm, ngắt con lại. Nói chưa? Rồi, bây giờ em phải nghiêng cái đầu vô. Đó, nghiêng đầu xe vô, đánh lái vô. Đây, cái con đường này khó chịu nè, gọi là bài dích chắc nha. Rồi em nhả con nhẹ cho thầy. Thầy sẽ hỗ trợ vô lăng, đừng có sợ.
à. Đó, rồi trả lại thẳng lại nè, thấy chưa, không vướng đúng không? Rồi ngắt con lại, ngắt con lại, ngắt con lại. Ở đây mình sẽ đi chân con và thẳng thôi, không được đi chân gà. Rồi mình sẽ qua được một chiếc rồi, còn một chiếc nữa nha. Rồi nhóm lên nhẹ, nghiêng lại qua, đánh buông thẳng ra, đặt con lại. Em cứ đặt con bình thường, rồi nhả con nhẹ. Đó, rồi ngắt con lại, thấy chưa? Rồi sẽ đi qua được thôi. Rồi bây giờ sẽ quan sát hai cái kiến coi vướng đầu không nha. Bên trái luôn, rồi bên đây luôn, nhẹ nhàng, thấy chưa? Không vướng. Một chiếc bên kia ngó kiến hậu không vướng. Rồi ok mình đi. Đó, rồi tiếp tục. Ở sau xe nó là. Đó. Còn nếu mà hai xe nó đậu mà song song với nhau mà đường hẹp như vậy là không thể nào qua được. Còn xe mà nó đang đậu kiểu đó người ta đậu đúng đó, người ta biết luật lệ, người ta đậu sẽ xéo như vậy là xe khác vẫn đi được, nhưng mà với điều kiện là hơi bị sát. Thì tụi em còn mới thì tụi em thấy sợ, nhưng mà từ từ tụi em xử lý thì nó sẽ quen thôi. Thì bằng cách nào qua được cái đầu thì tụi em phải ngó được cái kiến chỗ hậu, coi cái đuôi xe mình có vướng người ta không. Rồi ok, mình đi cuối đường quẹo trái nha. Mình né qua cho xe dưới đi lên ha. Xe dưới đó, để cho xe dưới đi lên. Rồi để cho xe người ta đi qua nha. Đúng rồi, khi người ta đi qua người ta sẽ ngó vô cái vô lăng để nhìn. Ây da, nữ thì người ta thông cảm, còn nam người ta chửi. Quẹo trái mấy anh này vui lắm ha. Nhưng mà thầy đi ngoài đường như vậy, nhưng mà thầy biết thầy phải nhường, cho dù nam hay nữ thì thầy cũng nhường luôn. Tại vì biết ta lái người ta yếu mà, đúng không? Nhìn là biết liền. Còn anh chị nào mà chạy cứng là nhìn thấy khác liền. Nên anh chị đừng, khi anh chị chạy cứng đừng bao giờ hối người ta. Còn nếu mà trường hợp là giống như hồi người nãy bóp kèn hoài luôn, người ta đã nóng trong lòng rồi, nhưng mà ta chạy lên ta nhìn vô cái ngồi người ghế cầm lái nữ thì người ta sẽ thông cảm. Mà đẹp nữa người ta còn không la nữa, người ta cười nữa, người ta ghẹo nữa đó. Có thi vậy luôn nha, đúng không? Đó. Gào giờ quậy chạy. Còn gặp nam thôi, ôi mấy anh chửi ghê lắm, có thể kè mở kiến ra chửi luôn á. Thì nếu mà anh chị nào mà có bằng rồi, anh chị muốn lái mà để khỏi bị la, thì anh chị photo một cái tấm bảng để vì ở sau kiến sau á, dựa sau cái dách đến sau kiến mình á, nhưng mà để phía trong anh chị ghi là tài mới xin thông cảm, cũng hơi là ghi là bằng mới xin thông cảm, là người ta sẽ thông cảm mình giống như xe tập lái thôi nha. Anh chị nhớ lưu ý cái phần đó. Rồi mình đi tiếp. Đó, thấy cô kia giật mình không? Đây hiện tại thầy đang hỗ trợ ta lái cho học viên. À, bây giờ dít dắt nè, đó thấy không? Rồi em phải nghiêng ra đây chút xíu. Cái gọi là dít dắt này mình sẽ đi xéo, nhưng mà nó rộng nè, ta đậu về đúng nè, thấy không? Rồi đầu xuôi đuôi lọt nè, đầu qua nè, đó thấy không? Vừa qua là anh chị trả lấy lại liền. Đó là đuôi nó sẽ lọt, ngó kiến hậu là đuôi nó lọt liền. Rồi cuối đường quẹo trái đi em. Rồi nhớ quan sát hai bên nha. Tốt. Rồi muốn đi thì em phải nhả con nhẹ nữa. Mình đi hơi lấn đường của anh ta đúng không? Nhớ chưa? Nhớ đường của mình là giữa đường phía bên tay phải. Em đánh làm sao em thấy em ngồi giữa đường, hoặc cái tay trái với cái vai của mình sẽ chùm lên cái lem màu vàng là mới đúng. Rồi quẹo phải đi xin nha. Đi đệm ga nhẹ vô cho thầy. Rồi lên số 2. Đúng, tốt. Rồi đánh lại vô, nữa đi, nữa. Em đánh mà em phải bỏ cái tay ra, em đánh mà chéo cái tay là nó để méo luôn. Rồi nhớ lưu ý nè, anh chị nhiều khi anh chị đánh lái vô á, anh chị hay để nguyên cái tay bị chéo luôn, không chịu buông ra. Thì lúc đó anh chị chéo tay, anh chị đánh không được nữa. Nhớ anh chị đánh lái vô là anh chị buông ra để đánh nơi tiếp. Tại con đường mà nó hẹp thì anh phải đánh nhiều. Nhiều khi anh chị đánh cái xong để chéo tay mới được có nửa đường thôi.
thì cái xe mình sẽ qua lấn qua đường bên kia của người ta. Nhớ lưu ý nha anh chị, mọi người hãy nhớ lưu ý mấy cái vấn đề đó nha. Rồi thôi, video clip sẽ tạm thời gác lại ở đây. Thì chúc anh chị một ngày mới vui vẻ. Còn chị nào đang học lái xe thì xem để có những kiến thức thêm. Thì này là bài mới dành cho những người mới biết lái, mới cầm lái buổi đầu hoặc buổi thứ hai thì còn lúng túng lắm, còn nhiều một cái để học lắm. Về phải đi, quan sát. Rồi khi lái xe là giống như một cái nghệ thuật, mình sẽ sử dụng gọi là quan sát, định hướng và để xử lý một cái tình huống đó. Tôi quan sát cái xe nó chạy đến hay cái gì đó thì tôi biết cách xử lý như thế nào, thì nó gọi là kinh nghiệm. Từ từ anh chị lái nhiều anh chị sẽ có kinh nghiệm thôi. Còn chị nào mà lái rồi, học bằng lái rồi xong ga mà còn yếu thì anh chị phải, không phải là ép buộc, nhưng mà cái đó là nguyên tắc, là mình yếu thì mình nên mua thêm giờ để bổ túc ta lái hoặc ở ngoài. Anh chị nào đang học trường nào thì cứ liên hệ trực tiếp với thầy mình dạy, thầy ơi em yếu bổ túc ta lái em. Còn nếu không thích thì anh chị cứ liên hệ với tôi nếu mà gần, hoặc tôi mình sẽ rảnh thì mình sẽ hướng dẫn cho anh chị. Rồi cảm ơn chị đã theo dõi, anh chị thấy hay hãy đăng ký kênh và bấm cho mình một like, chia sẻ. Rồi tạm biệt mọi người nha, bye bye.